Ladies and gentlemen, welcome back to Thunder Bros Studio. Và bây giờ sẽ là trận thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình chính thức có một cái ca cát vào lúc 7 rưỡi sáng, chứ không phải là vì bất kỳ một lý do delay nào cả. Và đây cũng sẽ là trận thi đấu được đánh giá là đáng chú ý nhất của ngày hôm nay luôn. FaZe Clan đối đầu với Vitality. Và ngồi bên cạnh mình là anh Hữu Nghĩa, còn mình là Sam. Vâng, chào tất cả các bạn. Ta chuẩn bị đến với cả trận đấu diễn ra giữa FaZe và Vitality. Chia sẻ thật sự với các bạn là đêm qua giờ mình chưa ngủ. Và mình xác định luôn chắc mình chưa mới ngủ các bạn. Phải công nhận lúc đầu nghĩ là cái anh em chúng tôi nghĩ là đều có thể thức được, chiến được đúng không? Nhằm nhò gì 7 rưỡi mới bắn đi. Đêm ngủ mà thực sự không ngủ nổi các bạn ạ. Chắc có lẽ là do cái thời tiết cũng như là mọi cái sinh hoạt của anh em chúng tôi nó cũng sống về đêm lâu quá rồi. Bây giờ được làm con người, được làm người bình thường không làm được các bạn ạ. Thề. Thật ra thì cũng chia sẻ thật với các bạn thì đối với bản thân mình thấy 7 rưỡi thì nó cũng không phải là cái giờ, nó không phải là xấu mà nó cũng chả phải là đẹp. Thật sự với bản thân mình như thế. Mình nó hơi bị oái oăm một chút. Bản thân mình thì mình xác định là ngày hôm nay mình sẽ phải làm buổi sáng, rồi là ngày hôm qua thì mình cũng đã có về nhà, mình có nghỉ ngơi rồi. Chỉ tiếc là đúng như anh Nghĩa có nói, thì bản thân mình hiện tại thì mình cũng chưa thể quen được với cả cái nếp sống ban đầu. Cho nên là thật sự là cả đêm qua thì mình cũng chỉ nằm thôi chứ mình không ngủ được. Và nhưng không sao, sức lực của mình thì cũng đã được tiếp sức bằng đó là nửa củ khoai, một cái xúc xích với cả một lon monster tăng lực. Hy vọng là nó cũng sẽ đầy đủ để có thể gửi tới các bạn trận đấu này. Và mong là nó sẽ không diễn ra gọi là quá dài để mình vẫn kịp giờ học trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, còn bây giờ thì sẽ điểm qua một chút về những cái lượt ban pick. Thì chúng ta sẽ có 3 map thi đấu ngày hôm nay. Map đầu tiên là Deathside, map thi đấu thứ hai là Nook và map thi đấu cuối cùng sẽ là Inferno. Không biết là với những cái lượt ban pick này thì anh Nghĩa anh có suy nghĩ sao không? Anh nghĩ là nếu không có gì bất ngờ vẫn sẽ là 2-0 cho FaZe đấy. Nhìn về lượt ban pick này chúng ta để dễ dàng nhìn thấy là Deathside, mặc dù đây là map pick của Vitality đi, nhờ FaZe bắn không hề tệ map thi đấu này, họ bắn rất tốt nữa. Đa phần là map thi đấu này chúng ta hay nhắc về những tình huống đấu súng tầm xa đúng không? Là những tình huống mà các upper sẽ là những người gọi là then chốt đấy. Đúng. Trong mỗi đội hình thì ở Vitality thì họ có Zangu. Nhưng nếu xem một bằng mặt bằng chung một thời điểm hiện tại so với cả bên kia là Brocky cùng với cả những người bạn, thì anh cảm thấy rằng những người bạn của Brocky đang cảm thấy là có một cái gì đó uy tín hơn với cả những người bạn của Zangu. Là chúng ta xét một cái nó rộng hơn, đúng là theo ý nghĩa của những người bạn thì rõ ràng chúng ta sẽ đánh giá cao đội FaZe Clan hơn thời điểm hiện tại rồi. Họ đang là đương kim vô địch của Major và từng player một của FaZe Clan rõ ràng là họ có những cái sự đồng đều hơn nhất định. Khi mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng ở Major vừa rồi, vị trí của Rob, anh ta được mua về với vai trò sẽ là một hỏa lực thứ hai trong để rồi làm một gọi là có một cây đinh ba tấn mũi tấn công, cũng có Twist, cũng có Rain với cả Rob. Thì khi mà Rob chưa tỏa sáng quá tốt thì ngay lập tức vị trí của Twist cùng với cả Rain sẽ ngay bù đắp vào những vị trí đó. Và với những cái việc như vậy chúng ta thấy rằng đó là hiện tại đội hình của các đội FaZe Clan họ gần như là cứ có người này hơi xuống sẽ có người bù đắp vào. Còn với đội của Vitality thì nếu như Zyu mà hơi chốc một chút xíu thôi thì chưa, nếu như vị trí của Magix hoặc là Dupree mà không thực sự vào hand, và nếu như Misuta mà lại còn có hơi dấu hiệu trồi xuống một chút thì rõ ràng là vô cùng nguy hiểm để cho mấy ông vào. Có thể nói rằng không phải dự đoán quá sớm đâu, nhưng mà tôi khẳng định với các bạn nếu trận đấu này mà Zyu không bay, chỉ cần không bay thôi thì sẽ là 2-0 cho FaZe. Yếu tố quyết định cũng như là cái yếu tố kiên quyết để giúp cho Vitality có được một chiến thắng trước FaZe bắt buộc Zyu phải bay, không chỉ một map mà sẽ là phải ở cả hai map. Đúng. Bởi vì như Sam cũng vừa mới chia sẻ vừa nhận định, FaZe Clan vừa vô địch Major. Đúng. Và đương nhiên rồi, cái tâm thái của một người vừa đăng quang giải đấu được coi danh giá nhất của CS:GO là Major sẽ là tràn đầy khí thế. Họ sẽ cố gắng gọi là để thể hiện cái vị thế của mình hiện tại trên CS:GO, nhất là khi là vô địch kỳ giải AM Dallas này thôi là họ sẽ có cho mình một cái Grand Slam. Chưa, nếu vô địch giải này là mới có 3 thôi, phải có 4. AM Katowice là 1, ESL Pro League là 2, Major. Major không trong Grand Slam. À, thế là Dallas. Trong mình sẽ giải thích lại một chút về hệ thống Grand Slam, thì tức là các bạn phải vô địch đó là 4 trong số tất cả các giải đấu của hệ thống Grand Slam. Grand Slam thì rất là dài. Theo mình nhớ không nhầm thì Grand Slam năm nay nó sẽ kéo dài một chút sang cả một vài giải đầu của năm sau. Đúng, mà chúng ta chưa tìm ra nhà vô địch sớm. Còn nếu như mà chúng ta có một, nếu như bây giờ FaZe Clan vô địch được IM Dallas
Và ở giải thi đấu tiếp theo của IEM sẽ là IEM Cologne. Cologne. Đúng, đó là một giải đấu lớn, rất lớn của trong hệ thống của ESL. Và nếu như mà FaZe có thể vô địch Đà Lạt và Cologne luôn thì sẽ ấp ngay cho mình đó là 5 thỏi vàng trị giá 1 triệu đô. Sắp tới là Blast nữa này. Blast không trong hệ thống Raslam. À, đó chỉ có IEM và ESL. Đây nhá, IEM trong hệ thống của ESL thì những cái giải đấu bao gồm là gì? Một là IEM. ESL. 2 là ESL, ESL One, ESL Pro. Ừ. 3 là DreamHack. À ok. Còn Blast thì là một hệ thống riêng. À, ok chưa? Ừ. Clear cho tất cả các bạn cũng như là những anh em nào chưa có gọi là quá rõ về cái hệ thống Grand Slam này thì rõ ràng rồi, 5 thỏi vàng với trị giá là 1 triệu đô la. Có thể nói đây là một giải thưởng cũng vô cùng là danh giá. À, đội đầu tiên đạt được là Astralis. Đội đạt được nhanh nhất là Liquid. Và đội đạt được gần đấy nhất là cái tên Navi. Và sắp tới rất có thể đội sẽ đạt được tiếp theo nữa sẽ là cái tên Fake Land đúng không? Ừ. Rồi đấy, trong số những kiến thức khá là bổ ích ấy, bởi vì mình thì tiếng Anh cũng không biết nhiều, đâm ra là đọc cũng không hiểu lắm, nhưng mà mình cũng hình dung là nói chung là vô địch từ 4 giải lớn là khả năng cao sẽ là có Grand Slam thôi. Không phải khả năng cao mà nó là chắc chắn là có. Nhưng với điều kiện là 4 giải lớn hệ thống IEM. Ừ, anh bảo là giải lớn thì khả năng cao sẽ là có Grand Slam đúng không? Bây giờ bảo Blast không phải một giải lớn, bảo Blast là giải lớn nhưng đấy, cũng có hệ thống Grand Slam. Thì đấy, anh nó là giải lớn. Ok. Thì cũng không biết là mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu. Thật ra rõ ràng chúng ta nhìn vào những cái đội huyền tuyển tham dự với cả IEM Dallas năm nay thì chúng ta nghĩ khả năng khá cao sẽ có FaZe lên vô địch thôi. Nhưng mà bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra mà. Đúng. Cũng không thể nào biết trước được. Còn bây giờ thì không để các bạn phải nhìn hai mặt hai của mình thêm nữa đâu. Hãy cùng đến với map thi đấu đầu tiên chúng ta. Map thi đấu đơ sai. Và đây là map pick của Vitality. FaZe lựa chọn về phía CZ trước. Tình huống mà Vitality đang di chuyển cùng với nhau ở khu vực Eternal và đã có một quyết định đẩy mid được đưa ra đến từ Faye, đó là vị trí của Twist kết hợp với đó là Rain. Rain sẽ là người kê từ short ra mid cho vị trí của Twist. Twist sẽ là người bắn cường trực diện Eternal và hiện tại Rope sẽ là người một mình solo bomb side B và sẽ có sự hỗ trợ đến từ Broky. Rope đấm mồm được Dupree rồi. Và liệu rằng Rope có bị double kill hay không, đem một quả lửa lỗi được trả ra đến từ Vitality. Và đồng thời giúp cho vị trí của Rope đang đứng là rất đẹp. Twist bắt được Magic và tình thế đưa về là 5-3. Lợi thế có dành cho Faker Land. Một cái thế góc kìm và bây giờ Twist cũng đã tiếp tục lên tiếng. Zayu đổi được một, làm được đôi từ vị trí của Zayu. Cơ hội cho Vitality là vẫn còn. Nhưng hiện tại FaZe họ đang có quá nhiều thông tin rồi. Họ biết rằng bây giờ vị trí Zayu rõ ràng anh ta đang bị kẹt lại ở trong khu vực tunnel B. Và đội của FaZe Clan bây giờ khi mà việc họ đã mất đi hai người thì cũng không việc gì phải vội vàng lao ra bắt chết vị trí Zayu cả. Khi chúng ta thừa hiểu rằng anh chàng Zayu là một trong player tạo đột biến tốt nhất bên phía của Vitality. Tình huống 1v3 đến từ Zayu. Bom trên người, có giáp, 100 HP. Clutch có khả năng, nhưng mà thực sự nó là quá thấp. Và chúng ta thấy rằng Faye đang có một lối chơi rất là bó cẩn. Một đội hình có thể cover cho nhau bất kỳ lúc nào. Và thậm chí là Karian đã ngửi ra chính xác là Broky ra điều gì đó không thơm rồi. Dài cú nằm xuống bể Rope thôi. Một góc đứng rất khó chịu của Rope. Và Rope đã dễ dàng dứt điểm đi cái tên Dài cú. Một bài mà các đội bên phía của Vitality họ đã có những sự tính toán riêng cho họ. Họ muốn đánh vào bom trái B của Faker Land nhưng cuối cùng thì nó không được. Mà Rope có đứng đẹp, mặc dù đã có lửa trả ra nhưng đó là quả lửa lỗi rất đáng tiếc dành cho bên phía của Vitality. Và tạm thời tỷ số là 1-0 cho Faker Land rồi. Ở cái tình huống vừa rồi, tắt round trong những tình huống cuối cùng, vị trí của Rope, cái tơ nạn đầu tiên anh ta còn bắn hơi lỗi một xíu. Và vị trí của Zayu rất tiếc anh ta không kịp quay lại để đấm mồm vị trí của Rope. Và như vậy là đã mang đến chiến thắng đầu tiên cho Faze. Vitality round thi đấu này họ sẽ chỉ có 5 khẩu Glock. Và với những cái lượng hỏa lực như thế này thì có lẽ là rất khó để họ có thể tạo nên một điều thần kỳ. Cố gắng đặt được quả bom nó cũng là một điều khá là khó khăn rồi. Với đội của FaZe Clan bây giờ thì những khẩu MP9 đúng tầm gần rồi M451S nó là quá đầy đủ. Đặt được bom thì Zayu sẽ được củng cố thêm cho mình, đó là một chút lượng kinh tế để có thể lên được một cái giáp như một khẩu ốp nữa. Tiếp đây là đấm bom Magic. Chúng ta thấy được rằng Chris bắn khẩu của 4S của chân ta nó quá tốt đi. Đôi mạng cho Chris rồi, bắn lưới được một người nữa. Karian đẩy ra hốt Eco là cực kỳ hay. Rope, Broky cũng có được một mạng và là sẽ là 2-0 dành cho bên phía của Faker Land. Có thể nói rằng là họ đang có một sự khởi đầu khá là lý tưởng. Nhưng đây sẽ là một key round của đối phương. Khi mà Vitality họ sẽ có cho mình đó là những khẩu AK và không biết rằng với cái
lựa chọn đến từ vị trí của Zygu sẽ lên ốp hay không đây. Bởi vì nếu như lên ốp thì rất khó để có thể lên cho mình một cái giáp. Chúng ta cùng xem nào. Như vậy là ốp không giáp luôn đến từ Zygu và bổ sung thêm đó là một quả smoke. Với những cái kỹ năng cá nhân của trở Zygu, ốp không giáp hoàn toàn có thể chơi được. Thật ra khẩu ốp này thì rõ ràng rồi, one shot là one kill nếu như các bạn bắn vào thân. Ở bây giờ Vitality họ đang muốn thi triển đội hình lên khu vực bom site A. A shot đang là nơi mà Vitality chiếm đóng và cực kỳ góc ảnh đến cương. Anh ta có được một mạng và cũng đã mang về thêm thông tin dành cho những wasteland. Bây giờ bom site A sẽ là nơi báo động và Kerrigan với một khẩu MP9 đứng góc thật xa thì thực sự là không có quá nhiều cơ hội để có thể đối đầu lại ở Vitality đâu. Anh ta sẽ cần lao lên và bây giờ anh ta biết rằng có một trong bom site rồi. Spam là tốt để lấy được cái mạng của chàng binh chúng ta. Và bây giờ mà cái tay cũng là rất to, liên tục đấm mồm nhau, Zygu cũng lên tiếng. Cơ hội cho Vitality là đây. Rain đây thì sao đây? Một tình huống mà Rob đang tăng tăng mình bút flash ra và một quả flash. Và Rob không thể khiến cho vị trí của Magic có thể mù được. Thì Magic đã rất kinh nghiệm, nghe thấy tiếng flash đã quay mặt đi luôn rồi. Đó là chiến thắng đầu tiên dành cho bên phía của Vitality. Và tỷ số tạm thời là 1-2 dành cho họ. Một round đầu mà bên phía Vitality đã có quyết định rất nhanh, nó tràn sót. Sau khi họ đã bắt được với Loki bom tay A, mặc dù Fakeland giữ được khu vực long cũng như là một tình huống di tích bom có thể coi như là khá là chuẩn chỉ. Nhưng tình huống đấu súng nổ ra thì team Vitality là đội tuyển giành chiến thắng so với cà phê. Round đấu này Loki cũng có ốp nhưng lại tiếp tục là khổ ốp không giáp nữa. Lượng bom mìn là khá đuổi đến từ Fakeland. Trong cuộc solo ốp chẳng thấy trần rồi nhưng Loki là người giành chiến thắng. Một tình huống mà có vẻ như Zygu hơi bó cẩn quá. Nhưng đó là một pha phản ứng rất nhanh cũng như phản xạ tốt đến từ Blocky. Đúng là vừa vô địch Major khác, bắn tính thật. Và bây giờ Blocky phát để thêm một người nữa. Tuy nhiên thì sẽ cần phải chơi an toàn. Lúc này Apex thì tạm chỉ còn lại cho mình một lượng máu là 19 HP thôi. Và Apex sẽ là người thừa hưởng lại khẩu ốp cho Zygu. Một điều vô cùng hợp lý khi mà lượng máu anh chàng này đang là không cao. Quyết định đang là muốn tỏa người. Bây giờ A-Long thì các đại viên của Vitality đã chiếm được, đã có cho mình cái checkpoint đó vô cùng quan trọng. Và liệu họ có muốn đục thủng luôn cả mid đồ từ Faceland hay không đây? Tình huống mà bắn kẹp tận 2 shot đến từ Faye và Apex thì đã bắt được Brokey rồi. Lợi thế đã có dành cho Vitality và Faye họ đánh mất lợi thế cũng là tương đối nhanh. Như đây sẽ đáp 2 người ở shot thì Dupree phải cẩn thận nha. Một tình huống Dupree khá là kinh nghiệm, lui về một nhịp nhưng chỉ đổi được một tội. Nhưng vẫn còn một người ở short nữa. Đó là vị trí của Magic và hiện tại đang solo A đến từ Fey. Chỉ có mình Twist là người đứng ở bom site A thôi. Có người bạch đáp về từ City, đó là vị trí của Rob. Nhưng mà Rob chưa kịp làm gì cả thì vị trí Twist đã chết rồi. Và chắc có lẽ rằng Rob nên đi xếp cho mình khẩu ốp này sẽ là quyết định khôn ngoan hơn. Hơn là cái việc cố gắng để di tích bom. Nhưng Rob bắt được Apex. Một tình huống mà Apex chỉ cần đợi một chút nữa thôi. Chắc có lẽ rằng sẽ có thêm quả smoke nữa được nhồi ra đến từ Magic nhưng không. Nhưng mà Magic sẽ chẳng quả smoke này ra. Đó là khu vực short rồi. Và Magic có mình cái mạng của Rob. Một tình huống xử lý 1v3 không thành công đến từ Rob. Và tỷ số là 2-2 dành cho Vitality. Rob cũng đã rất cố gắng trong pha thi đấu vừa rồi. Và trong tình huống đó khi mà Rob anh ta nhặt khẩu AK lên, nhưng mà tâm thì lại đang không hướng về đúng vị trí của anh chàng Magic. Là phần nào đó chúng ta cũng hiểu được, đó là vị trí của Magic sẽ là người được chủ động hơn trong pha thi đấu đó. Tình huống spam cũng là tương đối cảm giác nữa. Và bây giờ khả năng khá cao và bao nhiêu là đang đi vào trận tập 3 khi mà Faceland là 5 khẩu USP không có giáp. Một chiến thuật chủ đồng tử nhưng hiện tại họ vẫn chưa để tìm đến tiên dung của đời mình đâu. Nhưng mà Kerrigan đã ngã xuống trước, đó là vị trí của chàng tóc đẹp. USP lại còn không giáp mà bên kia ông nạp giáp 2, bom mình đầy đủ, AK súng dài, mọi thứ đều là có thì không khác gì lấy trứng chọi đá tới được Faceland. Nhưng mà công nhận là Fakeland những cá nhân của họ cực kỳ tuyệt vời, những tình huống bắn đa phần là toàn đinh hết tội đến từ Fey. The Dream cũng bị bắn đinh và Apex là cái điều tương tự. Một tình huống Apex biết rằng đối thủ eco nên rất tự tin đẩy mid. Sau đó sẽ ăn một viên đạn vào một cái đầu rén luôn đến từ Apex rồi. Dupree kê cẩn thận, bó cẩn và bắt được Brokey ở khu mid đỏ. Rob muốn đẩy ra ư nhưng vẫn còn đó với chị Dupree mà. Ở đây một mạng cho Dupree và nó không phải là cái trick một kill cho Dupree nhưng Zygu đã đấm mồm Rain. Và tỷ số là 3-2 dành cho Vitality. Một round đấu eco bắt được một súng thôi đến từ Fey. Round đấu sau sẽ là một kỳ round quan trọng và Fey Clan sẽ đối mặt. Chúng ta cũng đang được nghe
khá là nhiều những cái voice com từ cả đôi bên. Mà tiếc là voice com này hơi nhỏ nên là tôi khó để có thể dịch cho các bạn hiểu được, nghe không rõ cho lắm. Bây giờ cũng quay trở lại round tiếng này thôi. Chiếm bài vô cùng nhanh chóng và hiện tại khu vực catwalk cùng với cả Ashot, các thành viên của Vitality đang là những người nắm thế thượng phong. Còn đội Vitality, chính xác đội của FaZe Clan lúc này thì họ sẽ chủ động bắn lùi sâu thôi. Đang có một người chủ động kề lại lên, đó là vị trí của Trần Broky. Còn đối với khu vực middle, các thành viên của FaZe Clan lúc này họ cũng gần như là bỏ trống hoàn toàn. Họ đang dồn rất nhiều sự tập trung ở bom sai A và bây giờ quyết định lao lên bom sai A luôn. Tương tự Vitality đã có người nhận xuống rồi. Dupri và nằm xuống Mi dụng đã hy sinh, Magic rồi được một và Kerrigan cũng đã có mạng ngay sau đó. 2v4 và có thể sẽ là 2v3 đây vì Magus bắn được một nhưng Zai U 1v3 anh đã đưa về 1v2 rồi. Khẩu ốp này rõ ràng là vô cùng nguy hiểm và liệu Zai U có thể làm cho mình pha clutch 1v3 trong tình huống này không đây? Đối phương sẽ có một người đi móc khu vực A-Log, đó là vị trí của Rob. Tiêu di chuyển rất nhanh đến từ Rob, ngược hẳn không lên shot nữa và sẽ quyết định sẽ là ra long một cái thế 2-1 tương đối đẹp dành cho Phây, nhưng chỉ có một tình huống chủ quan thôi hay một cái lỗi sai lầm nhỏ nhỏ thôi. Zai Gu có thể trừng phạt được cái sai lầm đó và đó là viên đạn ốp không chính xác đến từ Zai Gu và chiến thắng gọi tên Phây Clan. Một tình huống xử lý 1v3 của Zai Gu đặt được bom, bắt được một người nên tình huống về 1v2, nhưng ơi đáng tiếc nếu như đó là một viên đạn ốp chính xác thì nó có thể sẽ là một cái highlight dành cho Zai Gu ở giải thi đấu lần này. Wow, gần chuẩn rồi, nó gần chuẩn rồi. Tình huống vừa rồi thì vị trí của Twist anh ta cũng phần nào đó cũng bó trườn khá là cẩn thận. Còn vị trí của Rob thì lúc đấy hơi xa. Nếu pha vạ đó mà vị trí ra U bắn trúng thì khả năng để vị trí của anh chàng Rob có thể bảo kê ngay cho Twist nó cũng không phải là cao. Nhưng mà đó chỉ là những giả thuyết và nếu như ở cái vũ trụ khác thôi, còn vũ trụ này thì điều đó đã không xảy ra. Còn Vitality round điều này thì họ đã bắt đầu chậm rãi hơn một chút xíu. Họ tỏa người ra cả A-Long, họ có người cử vào khu vực middle B và có vị trí ở chàng dài ok lại khu vực O ở khu vực middle. Đây là một round quan trọng của cả đôi bên. Mặc dù FaZe Clan vừa thắng nhưng mà họ cũng mất đi tận 3 súng, nó ảnh hưởng khá nhiều lực kinh tế của FaZe ở round đấu này. Một round đấu mà Vitality đang có một cái lối chơi khá chậm, búp một cọc flat ra, chỉ mang tính hướng là dọa dồ đối thủ thôi. Vẫn chỉ là tình huống kia long đẩy đến từ Misuta, khá là chậm rãi, sẽ control mid từ từ đến từ Vitality. Còn phân lại ở mid đồ đến từ Phây vẫn còn đó Broky. Một viên đạn ốp đục hơi đen cho Broky để thiếu đi một chút nữa thôi, nó đã trúng vào người Dupree rồi. Một flat búp ra ở short, Rain đã trắng nhưng mà Rain vẫn quyết định là cương. Một quyết định khá liều lĩnh đến từ Rain và liệu rằng nó có trái ngọt nào hay không đây. Liệu là họ muốn lên bom sai A hay bom sai B đây? Thời điểm hiện tại khu vực A-Long thì FaZe Clan đã kiểm soát được và Vitality thì có vẻ như là họ vẫn đang chờ đợi tín hiệu tiếp theo. Nhiều khả năng là sẽ có một bài để vào khu vực bom sai B. Đây sẽ là flash của Apex bút ra để vị trí của Dupree cùng với cả chúng ta có thể lao lên. Và flash này rất chất lượng và nó khiến cho Broky phải trắng xóa. Một cái chết trắng và bây giờ khu vực bom sai A bom sai B sẽ hoạt động độc lập. Nhưng bây giờ B đang yếu quá rồi, chỉ còn lại một vị trí Rob và tôi. Rob có được quả, tiếp tục sinh tồn, double kill cho Rob và anh ấy đã quá cố gắng. Bây giờ Kerrigan móc đến khu vực middle nhưng nó đang là quá muộn màng. Và xếp súng sẽ là một sự lựa chọn đến từ FaZe Clan. Nhưng có vẻ như là họ vẫn đang muốn cố gắng chơi tiếp. Nhưng mà FaZe ơi, không có bất kỳ quả bom quả mìn nào cả. Và FaZe Clan họ cũng không hề có kit trong pha thi đấu này luôn. Đi xếp rồi, xem từ cái xếp ốp cho Broky. Tình huống Broky đã chết chay ở khu vực middle với cái việc ăn flash của đối phương quá chăng. Và Karian với Rain mặc dù đã đẩy được long, nếu như tình huống vừa rồi mà Karian với Rain bắt được một người của Vitality thì rất có thể sẽ là một tình huống cố gắng cứu bom, bởi vì đây là một key round quan trọng của FaZe. Họ thua round này, round sau họ sẽ yếu tiền. Và chúng ta có thể thấy được rằng là chiến thắng đã dành cho bên phía của Vitality. Và tạm thời tỷ số là 4-3 dành cho họ và đang cực kỳ bán căng. Quyết định sủi vẻ như vừa rồi thì Broky hơi lưỡng lự cái việc ở lại hay là sẽ là về. Và sau đó thì về không kịp nữa rồi. Fizz bắn USB, Rope Day không giáp. Và bây giờ thì khẩu ốp trong tay của Broky anh ta cầm vẫn còn mới cứng.
chưa chóc sơn, chưa được bắn viên nào thì ngay lập tức đã phải ra đi. Vị trí của Rope, Leo không giáp, không làm điều gì cả. Hiệu triệu mưa đã nằm xuống và tóc đẹp thì cũng đã gãy. Một mình Carrigan với khẩu DE giáp 1 xếp được. Và đây sẽ là điều chiến thắng cho Vitality thôi. Không có bất kỳ một cơ hội nào dành cho FaZe Clan nữa cả. Và thì đội bóng có vẻ như gần sẽ là flawless từ thời điểm của Vitality. Được xem nào, đổi được mạng nào và có vẻ như đang cố gắng để đi tìm một cái nào đó của Carrigan. Nhưng anh ấy không thấy bất kỳ điều gì cả. Là anh ấy chỉ tìm thấy cho mình cái vé lên xuống âm phủ thôi. Chiến thắng gọi tên Vitality. Thì cuộc bắn kẹp chéo rất hay ở mid đến từ cặp đôi Magic của những Dupree. Họ đã quá hiểu ý nhau rồi. Rất dài. Trước khi thi đấu cho Vitality, họ từng bắn với nhau với phần áo của Anchalit. Đã được bắn hái được rất nhiều thành công. Zedko. Vừa rồi chúng ta thấy được rằng là Dupree là người kia mid, còn vị trí của Magic là người kia top cho Dupree. Và chặn long đến từ Vitality, một quả phát bút ra và hai quả đếp dã vào. Mizuta smoke dứt điểm đi lên rồi. Nhưng Karian vẫn còn đó, Karian có được một, không thể làm được đôi. Dài Gù quyết định cầm ốp đi tanh thay vì cái việc cầm cho mình khẩu ốp. Còn đó là một lựa chọn quá chính xác đến từ Dài Gù. Tinh tế đang đưa về là 4v3 lợi thế hơn dành cho Vitality. Chỉ là các thành viên của Vitality họ khá là cẩn thận thì mà họ không muốn các thành viên FaZe Clan có thể có được bất kỳ một khẩu AK nào cả. Chiếm được A và sau đó lùi đội hình về B. Bài đánh rất thông minh từ Vitality, nhưng bây giờ Rope thì vẫn đang bắn là vô cùng bay và Rope làm một thông minh đôi mạng. Tình thế bây giờ đang đảo chiều rồi. Rope 16 HP nhưng mà bây giờ FaZe Clan hai người còn lại vẫn đang khoảng cách rất xa. Đây sẽ là một quả lửa chí trá và khiến cho Rope sẽ phải rất khó khăn. Ô, đây rồi, nó vẫn chưa nướng chín được. Một Brokey backup về ạ. Ôi trời đất ơi, quả lửa. Tôi cứ ngỡ nó sẽ phải cháy vào vị trí của Rope, nhưng không, nó vẫn hơi nông. Và Brokey đã chạy về kịp. Một round thi đấu thua. Không thể tin nổi đến từ đội của Vitality. Họ nghĩ, họ nghĩ. Một cái suy nghĩ có thể nói rằng là khá là hợp lý đến từ Vitality thôi. Dây long gây áp lực và khiến cho đội hình của FaZe Clan phải bắn đó là 2A ở cái giai đoạn còn 3 người. Nhưng Rope bắn quá tuyệt vời bằng xe B với cái việc Rope làm cho mình được double kill. Nhất là khi đã bắn yếu thêm một người nữa. Đấy, Quick vẫn là tràn long đến từ Vitality. Từ này Dupree đã yếu rồi, chỉ còn cho mình 11 HP. Và vẫn chưa có bất kỳ ai phải nằm xuống cả. Có vẻ như FaZe đang muốn chơi. Karian xin flash giạt ra và Karian có được một, làm được đôi. Một tiêu spam hỗ trợ đến từ Rain. Đó là Karian không thể làm được ba, nhưng Rain đã cover kịp thời dứt điểm Mizuta. 2v4 khó cho Vitality, nhưng Zai Gu đem lại niềm hy vọng này cho họ khi mà dứt điểm đi Rain, nhưng đã đẩy được hầm B, biết được rằng bom xe B clear. Và như vậy là FaZe đã biết được rằng đối phương sẽ chỉ còn đánh Lena thôi. Thậm chí bây giờ là Middle cũng đang có được sự tự do từ FaZe Clan rồi. Cho nên các thành viên của Vitality họ không có gì cá nằm trong giọ cả. Và FaZe Clan sẽ cần phải bình tĩnh, họ không cần phải chơi luôn. Họ có thể lấy áp lực 3v2 và những vị trí đẹp về để có thể khiến cho đội của Vitality phải để mức cóng. Nhưng bom mìn của FaZe Clan lúc này thì không phải là còn nhiều. Vitality họ vẫn còn smoke, họ vẫn còn flash. Mặc dù lượng bom mìn này cũng chả phải là bao nhiêu. Nào, FaZe Clan sẽ retake về kiểu gì đây? Một quả lửa đã được đáp ra để check khu vực ô tô. Và dần dần sẽ cần backup trở lại thôi. Zai Uva này sẽ cần đi đấu hút. Đó là một line up thẳng hàng không hề ổn chút nào từ FaZe Clan. Thậm chí nó còn là hai cái đầu xuyên táo. Brokey đã lộ rồi khi thì cũng bắn ốp hụt và bây giờ sẽ là tổ quay. Brokey cũng tạo được một chút điểm nhấn nhưng Zai U đã làm nó bị lu mờ hoàn toàn. 6-4 dành cho Vitality. Nhìn với lượng đạn của Brokey, chúng ta có thể thấy là Brokey bắn tổng cộng là 4 viên ốp nhưng chỉ có một viên ốp duy nhất chính xác thôi. Một tình huống 3v2 và Zai U đã có một viên đạn. Đi vào lòng người. Có thể nói rằng là không khác gì như sát vào muối, sát muối vào lòng fan của FaZe cả. Bắn quá khét. Hai người của FaZe họ đều quay mặt cùng một nhịp. Cũng gọi là đã có những sự đoàn kết để gọi là né flash đối phương. Nhưng mà rất tiếc, hai người đi cùng nhau line up thẳng hàng và đó là một thời cơ không thể thuận lợi hơn cho vị trí của chàng Zai U. Xuyên táo và bây giờ FaZe Clan họ sẽ phải trả giá cho round yếu thua vừa rồi. Brokey thì vẫn có ốp, nhưng mà liệu khẩu ốp trong tay của Brokey có thể tỏa sáng giúp cho thành viên của FaZe Clan round yếu này không đây? Vẫn đang là một bài đánh đông của bóng sai A. Không có A nó họ hoàn toàn kiểm soát được và sau này khó quá. Hiệu trưởng mưa chúng ta vẫn chưa có thêm bất kỳ mạng hạng mục nào cả. Khẩu scout trong tay của Karrigan vẫn đang cố gắng quẩy, nhưng những viên đạn scout của Karrigan thì hiện tại nó cũng chưa đạt được một độ chính xác nhất định.
Đấu sức cao tầm xa thì đương nhiên rồi, những khẩu AK sẽ gặp bất lợi hơn. Như đây Karian đấm mồm được dài cô, đừng bao giờ coi thường khẩu sức cao trên tay của Karian. Một khẩu sức cao đã nằm ra làm rất nhiều những cái tên tuổi của anh ấy rồi. Bắn yếu được một người, Bokki thậm chí dứt điểm đi vì chúng ta. Bom thì đã rơi ở dưới pit, người cầm bom lại là cái tên dài cô. Ở đây thì Karian bị bắn đinh, nhưng đó là một tình huống bắn đinh xuyên thủng, hơi đen này cho Vitality. Họ vẫn muốn lên bom Saya, có vẻ như là hơi khó. Phải nói là hiện tại thì cái khẩu scout này của Carrigan đang tạo ra rất nhiều những sự khó chịu. Vitality thì họ vẫn đang muốn cố đấm ăn sổ bom say A. Và bây giờ thì đội hình của FaceTime họ cũng mới chỉ từ từ dần dần chiếm lại các cứ điểm thôi. Bởi vì hỏa lực của không cho phép họ đẩy quá cục. Và bây giờ Carrigan người ta vẫn sinh tồn được. Brokey đã có mạng rồi. Carrigan tiếp tục lên tiếng. Chỉ với scout, chỉ với ông và tại được một xuân nữ. Apex hiện tại một vết tài. Thời gian không còn là quá nhiều. Brokey đang bắn là quá khó chịu để câu giờ. Và thời gian không còn là quá nhiều nữa. Apex ơi, cần phải cố gắng họ vào này sớm. Nhưng anh ta không còn cơ hội để làm điều đó. Hai round đều liên tục, chúng ta đã nhìn thấy đó là những dấu ấn từ những khẩu súng có nhắm. Và chỉ khác là mỗi một round thì nó dành cho hai bên khác nhau mà thôi. Thì ok vừa rồi, phải nói là đó là tình huống mà Karian đấm bom được Zaygu ở dưới pit. Khi mà Zaygu là người cầm bom. Có thể nói rằng là round thua đây tai hại của Vitality. Một round mà họ không đáng để thua. Khi mà hỏa lực mọi thứ họ vượt trội hơn rất nhiều, nhưng họ để thua Fake Clan và cái giá cũng trả là rất đắt nhà Vitality ơi. Khi đây là Fake Clan, một sai lầm thôi thì đều phải trả giá. Nó khiến cho round đấu này Vitality họ up cố luôn. Lượng hỏa lực chỉ là những khẩu tech này kia được phải đo những khẩu DE. Và đang có dấu hiệu muốn set một bài tràn B. Có flash búp ra tạo ra rất nhiều áp lực ở mid cũng như ở short đến từ Misuta. Như vậy là sẽ là một tình huống đánh bài bom sai B đến từ Vitality rồi. Sẽ là quyết định tràn ra từ khu vực hầm tunnel. Đây thì Twitch một tình huống nhảy lên đầu đối phương ạ. Và dài gù đấm vào Twitch. Rob thì sao đây, Misuta bắt được Brokey. Rob có một, Rob đang bị nướng vào Rob. Không kịp trả viên đạn thứ hai, nhưng nên đi qua smoke có được một rồi. Karian bắt chết được Misuta. Thế thì trận đưa về là một vết ai dành cho Karian. Những khẩu tech 9 chúng ta thấy rằng đó là rất nhiều sự khó chịu khi mà chạy bắn liên tục. Và cơ hội chiến thắng cho Vitality vào điều này là có. Karrigan thì anh ta vẫn đang còn đồ, anh ta có kit cơ sở làm được. Cơ sở anh ta thi đấu trong round này là có nha. Nhưng bây giờ thực sự là setup của Vitality đã là quá đẹp rồi. Karrigan liệu có phải là tránh vỏ dưa đụng vỏ dưa không? Anh ta phát hiện được một người đội chỉ có Dupri. Nhưng quả nết này nó không thể nào kết thúc với chỉ có Dupri được, dù nó có chính xác thì chăng nữa. Và như vậy là chúng ta đã có round điều chiến thắng tiếp theo dành cho Vitality. Tình huống bắn 2B mà chỉ đổi được một thôi, cũng hơi đen cho Twist. Nhưng cái tham minh anh ấy muốn bắn cương thì lại nhảy lên đầu đối thủ đây. Chúng ta cùng xem lại một tình huống mà Zaygu đã nghe ra được những cái footstep mà Twist tạo ra, cũng như những viên đạn của Twist nữa. Rope thì cũng hay lắm, chỉ đổi được một cái đã có lửa được trả vào. Một tình huống ăn miếng trả miếng hết từ cả hai đội. Fake Land thắng Eco, thì Vitality thắng Fogby. Đây sẽ là một round đấu mà Fake Land sẽ muốn đẩy mid đồ rồi. Tình huống mà chúng ta thấy rằng Twist cực kỳ khôn khéo đã bị tình huống sập bao vào, và Apex đã gửi ra điều gì đó, nhưng Ren ra khá mồm Apex. Nhưng mà Gage đã đổi được mạng của Twist, tình thế đưa về là 4v4, có lợi thêm một chút dành cho bên phía của Vitality. Tình huống đó đây có thể nói rằng đó là in game bây giờ của Vitality đã vô cùng là kinh nghiệm, đã cũng đã phần nào đó có những cái sự lo ngại, nhưng mà Ren thì lại backup quá tốt. Và FaceClan thì họ vẫn đổi cho mình một mạng. Chiến thuật của Vitality liệu có phải là muốn lên bom site B không đây, khi mà họ đang bách 3 người, chính xác là 2 người vào tunnel B. Có vẻ như sẽ có một tình huống là lao hết ra tunnel B rồi. Sẽ cần thêm những quả flash được bút thật là đều tay để khiến cho đội hình của FaceClan trong bom site B phải trắng. Hay là họ sẽ lao ra luôn đây. Bây giờ khẩu ô của Brokey đã bắt được một người, và vị trí của Brokey vẫn đang còn nữa. Brokey tiếp tục lên tiếng. Giải u pha đấu này là quá khó, anh ta bắt được một mạng. Nhưng quanh đi quẩn lại cái chỉ còn một mình mà thôi. 6-7 dành cho FaceClan. Một cái setup quá đẹp ở bom xe B, và với cái việc bò chạy như vừa rồi thì không khác gì về cái việc tự sát cả đến từ Vitality. Họ đã có những cái sự tính toán, nhưng có vẻ như Vitality không thể lường trước được rằng lần này khẩu ốc Brokey lại được thiên chuyển sang khu bom xe B. Nó là một cái bất ngờ lớn dành cho bên phía Vitality. Và Brokey đã làm ra rào thắng dành bên phía của Fakeland, công lớn thuộc về cho bên phía của cá nhân Brokey. Đây sẽ là một round đấu
tiếp tục liệu Vitality sẽ phong bài và liệu rằng họ có thể thắng được hay không đây. Đã có những khẩu đạn lưu không hoàn toàn là những khẩu tech 9 nữa và P250DE để xem là liệu cái khẩu DE nó có lên tiếng không đây. Và Carrigan thực sự anh ta đang bắn scout. Cái thương hiệu này nó là quá kinh dị rồi. Ta đã thấy trong round Fog Bite trước đó, khẩu scout và Carrigan vô cùng tốt. The Rain bắt đầu chơi game, nắp một kinh cho vị trí của hiệu trưởng. Rope đây thì cũng đã có được cái mạng của Apex. Và chúng ta khả năng 80% đến 80-90% là sẽ có tỷ số đó là 7 đều. Thậm chí tôi nói 90% có lẽ vẫn đang là hơi thiên vị quá cho Vitality. Nhưng mà biết đâu đấy, Magic có thể đập 4 cái mồm thì sao đây. Vox bắn tầm xa và đương nhiên những khẩu scout sẽ có lợi hơn so với cả những khẩu AK rồi. Nó không chỉ là 7 đều mà nó sẽ là 8-7 cho bên phía của các thành viên Fake Clan nếu như họ tận dụng tốt cái việc mà họ hơn về mặt bom mìn cũng như là hơn về cả mặt hỏa lực nữa. Karian đã chuyển sang cho mình khẩu AUG rồi, một vũ khí để sấy được cái tầm trung cũng như tầm xa tương đối ổn. Quyết định đẩy mid luôn đến từ Twist. Mặc dù đây là round cuối cùng nhưng Twist đã đưa ra một quyết định rất bất ngờ và Twist bắt được Apex. Twist làm cho mình được đôi mạng và Twist sẽ có cái triple kill thôi. Đoán luôn tuần đầu có người nhưng Dupree đã đấm bồm được Twist. Mặc dù có flash bung ra đến từ Guardian, Rocky đẩy vào bắt được một mạng và Dupree thì sau đây một vẹt bồn cấu được một chút máu của Rocky thôi. Đẩy xuống chưa thể có một cái mạng của anh chàng của Rocky. Và Ray là người dứt điểm đi vị trí của Dupree. Vâng, như vậy chúng ta đã kết thúc lượt chiếu first half rồi. Hãy cùng nghỉ ngơi trong 2 phút chúng ta cùng đến với cả lượt chiếu second half nha anh em. Và trận đấu này vẫn đang được phát sóng trực tiếp chứ không phải là chiếu lại. Đấy, mình muốn nói là như vậy thôi anh em nhá. Vậy bảo chiếu lại đấy quá. 8 giờ sáng và đang trực tiếp các bạn ạ.
Yo guys, are you ready for the second half, bro? Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với cả lượt trận second half thôi. Nói rằng nó là một trận thi đấu diễn ra vào lúc 7:30 sáng và nó đang có được một sự căng thẳng cần thiết. Đây là một điều khá là tốt dành cho những anh em nào mà mới dậy sau một giấc ngủ dài. Còn những bạn nào mà đã theo dõi 500 Rose từ khoảng 11 giờ đêm tới giờ thì chắc cũng phần nào đó mãn nguyện với cả lượt chiếu first half vừa rồi. Nó cũng quay trở lại với trận thi đấu này ngay thôi. FaZe sẽ đổi sai và đã có một chút những sự upgrade về mặt hỏa lực. Thì Vitality có cho mình những khẩu lục đôi, còn bên phía bên kia đó là P250. Wow, vừa rồi là một tình huống bóc một quả flash chống đẩy mid đến từ Rain. Chỉ cần một tình huống mà nếu như Brocky phát hiện ra có người nào ở mid rồi thì sẽ là một tình huống buff flash đến từ Rain và gần như quả flash đó thì không né được. Một smoke trả ra ở khu vực big box và sẽ là một tình huống di chuyển cùng nhau lên short đến từ bên phía của FaZe thôi. Hiện tại thì short của Vitality đang bỏ trống nhưng ngược lại họ kiểm soát được khu vực long và đang bắn một đội hình đó là 212. Người ở mid sẽ bắn cover cho cả hai bom sai. Apex đứng ở khu vực trên bom sai A. Chúng ta cùng xem nào. Bởi bắt đầu trả đồ rồi. Sẽ làm tình huống buff flash ra. Trắng được vị trí của Apex, nhảy xuống đến từ Karian. Vẫn sẽ lấy nhà thôi vào rope. Đấm mồm để Apex tay quá to đến từ rope. Nhưng mà Zai U cũng khá là đánh đá nha. Bây giờ thì Zai U đã bị vị trí của anh chàng rope bớ lên phường rồi. Và hỏa lực Vitality ngã xuống thì cơ hội nào dành cho ông vàng đây. Dupri vẫn đang cố gắng đi tìm, không qua nổi vị trí của Rain. Chúng ta có tới 2 khẩu P250 cơ. Và Twist thì cũng chả cần tới P250 đâu. Một khẩu Glock cũng đủ đấm một Magic rồi. Misuta 27 HP. Chạy đi đâu hả bạn ơi? Nào, tấp vào lề, tấp vào lề. Và đó là vị trí của Rope với cái triple kill trong round nhiều Piston. Hết hiệu trưởng Rain lại gặp ngay. Có máy đặt tầm Rope. Khó. Bắt đầu có những sự khó thở cho Vitality. Họ đạt được điều kiện cần rồi là vị trí của Zai Gu thi đấu tốt. Tôi cảm giác là nếu chỉ mình Zai Gu thôi vẫn không thể nổ. Chắc chắn. Từ bên kia Faker Glenn. Karian bắn bay như này là khó. Apex với cả Karian đều là hai IGL rất thích bắn khẩu Ska. Đặc biệt là Karian. Cực kỳ thích luôn. Nó đến từ vị trí của Rope. Chúng ta phải nói rằng đó quả smoke đó để ném chuẩn nhất, để căn vết chuẩn nhất thì chúng ta sẽ cần đó là một khẩu súng có ngắm. Ví dụ là khẩu cao hay là khẩu ốp thì nhìn nó sẽ ok hơn. Quay trở lại với game thi đấu này thì Kyrie đã phát hiện ra một người rồi. Zai U cố gắng thủi về nhưng pha này thủi khó lắm. Lợi thế hơn người đã có cho FaZe. Và liệu họ có muốn lao thẳng xuống CT để bắt nốt vị trí của anh chàng Bukki không nào? Đã cử người xuống rồi. Karrigan là cái double kill và thậm chí bây giờ anh chàng đã khá say máu. Tiếp tục cố gắng cơ. Nhưng mạng này sẽ dành cho vị trí của Rain. Cày tiền đến từ vị trí Karrigan. Như vậy đã là quá đủ rồi. Và dừng lại đây cho anh ơi. 2v4 chiến thắng sẽ thuộc về các thể của FaZeLand. Tỷ số là 17. Một tình huống mà Karrigan chỉ là gọi là ngựa giò đấy các bạn ạ. Tôi nhìn là tôi hiểu. Tình huống nhảy nhót rất khó chịu của Karrigan và đã giúp cho việc play biết được hai play còn lại ở đâu. Magic một tình huống tò mò. Cái nhịp giạt ra rất nhanh của Magic nhưng ngay sau đó đã có một viên đạn vào mồm. Rất may đó là viên AK đục xuyên tường, chưa thể đủ đam kết thúc đi vị trí của Magic. Và quyết định an toàn đến từ FaZe, họ không muốn rơi đi bất kỳ khẩu AK nào cả cũng như khẩu Galio trên người của vị trí Rain. Và tỷ số sẽ là 17 dành cho FaZe Clan. Rõ ràng thôi. Khi mà các thầy FaZe Clan thì họ chả có bất kỳ một cái lý do gì để có thể xịp AK cho đối phương. Và round thi đấu sau thì Vitality họ sẽ lại phải chơi một lượng tiền khá là yếu đuối. Đây chính là cơ hội để FaZe Clan có thể tiếp tục nới rộng khoảng cách này ra thêm một round thi đấu nữa. Karrigan thì cũng đã cày được đủ tiền cho bản thân mình rồi. Và anh ấy cũng sẽ tự bài được, không có bất kỳ vấn đề gì cả. Nào, cuộc xem Vitality họ sẽ thi đấu như thế nào. Với những lượng hỏa lực rất yếu này đây, có DE nhưng mà ba người còn lại là USP, có thêm một vài quả nết, nó cũng không xi nhê là gì so với bên kia cả. Chỉ cần một bài đánh tổng lực thôi thì gần như Vitality sẽ vỡ trận, không có cửa. Có vẻ như là muốn làm điều đó thôi, bay rất đơn giản và hiệu quả. Ôi nhưng mà Magic với Dupri, mỗi người có chuẩn bị được một mồm, tinh tế đang đưa về là 3v3, Twist đấm mồm được Dupri rồi, nhưng Magic vẫn còn sống. Cứ tưởng rằng nó sẽ là một round thắng dễ dàng cho FaZe nhưng không. Hai cá nhân của Vitality đã tỏa sáng, đó là Dupri cũng như là vị trí của Magic. Như là Apex đẩy tới nơi nhưng đã lộ rồi. Cấu được một chút máu của Rome.
Trả sống bốc sẽ muốn cứu bom nhưng Rob bắn chết Apex tình thế đưa về là hai Vespa khó cho Vitality. Xem luôn là quyết định hợp lý nhưng mà thật sự phải nói rằng đó là Vitality họ đổi được hai mạng cũng khiến tôi bất ngờ. Rất giỏi và có lẽ chúng ta sẽ cần xem lại tình huống này. Ôi ôi, đúng là Magic the Dupri. Đúng là hai player cũng đang mang trong mình cái dòng máu của Major có khác. Cũng đã tạo ra được những sự khác biệt. ADN đúng không em? ADN Major. ADN Major. Biết là họ không thể duy trì được ADN đấy đến thời điểm tại. Nhưng mà trong bóng đá chúng ta có vị trí của Real Madrid. Ai cũng nói là họ có ADN vô địch Champions League. Thực sự họ đã tiếp tục vô địch ADN được. ADN Champions League. Giờ tôi phát hiện một điều nhá, đấy là hôm nay Magic uống đúng cái lon Monster mà em vừa uống xong. Nhưng mà bạn anh không giống em lắm nhỉ, bạn giống em là anh nghĩ là trận đấu này chắc bắn rơi vào đâu chắc đó chắc rồi, nếu 6-4 rồi. Nếu Magic bắn giống em thì chắc chắn là không phải được. Làm sao có thể so sánh pro player với một người đang ở bánh Nova đúng không ạ? Vâng. Bạn nào mà có xem mấy buổi stream team trước ở trên kênh 6-5-1 thì các bạn đều biết các bạn ạ. Thì đầu tiên tôi thấy game của tôi lại chốc đến thế. Gần hết kết thúc lượt first half rồi. Vẫn là một mạng. Hai mạng. Không, hai đấy. Nhưng mà anh thấy con số 1 nó hơi lâu đúng không? Nó kéo dài khoảng đâu đó là 10 round. Anh biết tại sao không? Bởi vì hiện tại phân quan top 1 thế giới. Em không hề muốn top 2 một chút nào cả. Ok chưa? Đó là lý do em giữ mãi con số 1. Đấy. Lý do hay đấy. Ok, chúng ta cùng quay trở lại round thứ 19 thôi. Hiện tại thì FaceClan họ vẫn đang tạo ra được một cách biệt tương đối tốt. Nhưng bây giờ Vitality đã có những khẩu súng to rồi. Khác, chỉ tiếc là hiện tại Vitality họ chưa có ốp trong tay của mình, chỉ có Zyu thôi. Bắt đầu spam đến từ bên phía của Vitality. Kira quan trọng vì nếu nhỏ để thua thì gần như sẽ là trôi. Và bây giờ Baroki bắt được Magic rồi. Mitsuta thì bắn 14-4 luôn. Và hiện tại Mitsuki sẽ là người solo B. Nhưng Apex ở mid thì bắt được game. Apex chỉ còn 2 AP thôi. Zyu đấm mồm Karia. Một tiếng bắn tay to đến từ Zyu. Lợi thế bỗng chốc đảo chiều nghiêng về cho Vitality và phải đánh mất cái lợi thế về người là quá nhanh. Bây giờ hoàn toàn có thể đánh vào khu vực mid đồ tới từ FaceClan được. Họ đã bắt đầu trả một vài lượng đồ đạc ra. Không có smoke thôi. Đánh vào khu vực mid mà không có smoke thì cũng sẽ là những cái sự nguy hiểm nhất định. Nhưng mà đối phương hiện tại không có ốp thì đó cũng sẽ là một vài tiền đề để FaceClan có thể triển khai ý đồ của bản thân mình. Trong bom site B lúc này chúng ta được nhìn thấy sự hiện diện của Apex cùng với cả Dupri. Đã có một player yếu máu và đánh vào bom site B rõ ràng là quyết định đúng đắn nhất thời hiện tại rồi. Nhưng Dupri bắn hay quá, bom đã rơi, Broky đổi được một. Bây giờ mọi thứ đã lộ ra, Broky cần phải chặn đứng được vị trí của anh chàng Zyu. 20 giây còn lại, cầm cho mình khẩu AK đó là một điều hợp lý. Nhưng thực sự thì đang quá chảy chật đến từ vị trí của Broky. Và đội hình Vitality họ cũng rất bình tĩnh, họ khiến cho Broky phải là người vội vàng hơn. Let's go boy. Đó là những gì mà Zonic dành tặng cho vị trí của Zyku. Không phải như những tình huống cái như kiểu là anh, từ cái chữ cây đúng không? Em hỏi một câu thôi. Anh có hiểu ý nghĩa vừa rồi câu nói của Zonic không? Có. Là gì? Cố lên cậu bé. Ok rồi, cũng có thể là một cách hiểu. Đấy. Anh hiểu là trong tiếng Anh thì những cái từ kiểu let's go các thứ thì nó nhiều khi nó có nhiều nghĩa khác nhau, cũng chỉ đơn thuần là một nghĩa. Ok, round thi đấu thứ 20. Nói ra round thi đấu vừa rồi thì Vitality đã chiến thắng một round thi đấu là vô cùng quan trọng. Trong khi đó thì map đấu tiên Astralis giành chiến thắng trước thành viên của Encore hay còn gọi là Lucky Fox cũ. Điều này cũng không có điều gì bất ngờ cả, và nếu Astralis tiếp tục có thể vượt qua trận thi đấu cùng giờ thì 6 giờ sáng mai sẽ là trận đại chiến rất đáng chú ý giữa G2 đối đầu với Astralis. Ui trời ơi. Đây rồi, cho ta xem một tình huống tràn B đến từ FaceClan nào. Quyết định vào bom site B và Mavic từ qua lửa đốt chết được vị trí của Ren rồi. Karian ngã xuống, Dupri có mình kiếm mạng của Rope. Ở đây thì sao đây, giải tán thôi. Có vẻ như vẫn cố gắng cố đấm ăn xôi đến từ FaceClan. Twist bắt được Magic, Broky. Một tình huống bò chân quả smoke cực kỳ khôn khéo. Một quyết định chơi an toàn từ Dupri không cường của Window nữa. Và anh ấy sẽ chuyển sang kê khu vực cửa. Sẽ em thế gọng kìm dành cho bên phía của FaceClan. Một tình huống 2v4 có cơ sở nhưng nó không phải là nhiều đâu. Để cũng xem là bộ đôi của FaceClan sẽ chống chọi như thế nào. Twist, anh ta bắt buộc phải sống. Cấu yếu máu của Zyu
chút cơ được tạo ra bây giờ ít sẽ cần tiếp tục bình tĩnh hơn, nhưng bây giờ anh ấy hy sinh rồi. Broky ôi 27 HP, quả lửa đốt chắc chắn là chết. Và như vậy chúng ta sẽ có round đấu chiến thắng tiếp theo cho đội của Vitality. 9-11 dành cho Alpha. Và xin cập nhật và đính chính lại một chút là trận thi đấu cùng giờ là Astralis đối đầu với Encore. Là đội hình, tức là cái tên mới của đội hình Looking for Orc, chứ không phải là Enke, là đội hình Ence đang hiện tại là top thế giới. Đấy, cho nên là mong anh em đừng bị nhầm lẫn giữa hai cái tên này. Chết dở, bây giờ mà Astralis bây giờ mà nhầm lẫn Encore và Enke là chết dở đấy. Các bạn ạ, thề luôn. Astralis không có gì thay đổi thì sẽ gặp G2 các bạn ạ. Và đó sẽ là một trận gọi là siêu kinh điển. 6 giờ sáng ngày mai, cuộc chiến của những vị vua băng hà. Nhưng đây Twist đấm mồm được Misuta. Đừng bảo với tôi rằng Faye lại thắng Eco, nó lại buồn cười nha. Nhưng vừa rồi thì Dupree dứt điểm điều đốt, có vẻ như bấm nhầm nút tháo nòng ra rồi. Định chơi không bao đến từ Dupree nhưng quyết định sẽ đổi lại. Ở đây thì sau đây Apex dứt điểm đi Karia. Và bây giờ Apex có double kill hay không? Đi qua smoke đến từ vị trí của Rain. Và Dupree làm cho mình cái triple kill với khẩu M4S trên tay. Khó. Một vs 4 đến từ vị trí của Broky. Mày tao không có giáp. Cái chết nhanh chóng, đơn giản và nhẹ nhàng, không đau đớn đến từ vị trí của Broky. Và như vậy chúng ta sẽ có round chiến thắng tiếp theo cho đội của Vitality. Nhưng mà tôi thấy rằng đó là Twist tay chưa bao giờ là bé cả. Đúng là kiểu Zimmer khác. Zimmer lại còn lái máy bay nữa thì tay sao bé được, đúng không? Tay phải rất to mới thể lái được máy bay. Anh to nhưng mà cảm giác anh này hơi skip lag đây một chút. Thôi quay trở lại với trận thi đấu này. Vâng, băng ra khu vực Aloc rất nhanh tự đình của FaZe. Nhưng họ sẽ phải gặp khảo chúng đó là Misuta nha. Misuta đang hơi chốc. Bây giờ Dupree có mạng rồi, ôi xấy rất nhiều. Misuta cuối cùng lên tiếng nhưng còn lại 8 HP rồi. Cần Apex hỗ trợ. Twist thì đổi cho mình duy nhất một mạng. Thật sự là hiện tại cái Aloc đang là cái mồ chôn tập thể rồi. Twist không kịp. Với lượng máu quá ít ỏi như vậy thì làm sao phản ứng kịp đây. Broky 1v4, ui xong rồi. Và đó là 11 đều về cho đội của Vitality. Một quyết định xử lý cực kỳ chính xác và dứt khoát đến từ Misuta khi bị bắn đỉnh. Chọn một góc bắn chỏm đầu ở dưới pit và sau đó thì cấu yếu được vị trí của Twist. Và Broky ở pha cuối này thì không khác gì lao ra tự sát cả. Dupree đã cười rồi. 11 đều, mọi thứ được đưa về vạch xuất phát của nó. Và lượng tiền đang tích trữ được trên người bên phía Vitality đang là tương đối ổn. Đẩy mid ừ, nhưng mà đây lại là Twist với cầu thủ cao bắn quá tầm. Cái tình huống góc bắn chòm đầu như thế rõ ràng Twist không hề ngà. Đã bị Twist có mình ông ngắm tao Picker nhưng lên đây bắt được mà gank. Và chuẩn bị thắng áp bài tới nơi rồi, Faker Clan ơi. Declan đây ư. Cơ hội là có. Và bây giờ đội của FaZe họ còn chưa lộ bom, họ còn lút súng như thế này. Misuta sẽ cần phải có một timing vô cùng quyết đoán và Twist sẽ là người gặp nguy hiểm. Zaiu cũng sẽ đi cùng nữa. Cơ hội cho Misuta round này rõ ràng là có và ta đã nhìn cái Twist rồi. Twist rời lắm rồi, vẫn bắn vào mồm của Misuta. Phải nói Misuta trận này đã đen nó còn lắm lông nữa cơ. Twist vừa nãy nhảy như con cào cào nhưng vẫn có thể đưa viên đạn nó vào đầu. Và bây giờ Rain cũng nhìn thấy Zaiu, tôi xong rồi. Declan, FaZe is up và đó là 12-1 tay cho FaZe. Đúng là dân gamer khác lái máy bay khác, vừa mới trêu một tí thôi đã nóng tính rồi. Twist ạ. Bắn cực cao như này thì không giữ khách giữ củng gì hết. Có vẻ như Faker Clan họ bắt đầu nóng máy rồi. Cỗ máy gọ đang vận hành một cách gọi là hết công suất. Đến từ vị trí của Twist cũng như những cá nhân bên phía của Faye nữa. Rào đấu mà chúng ta hiểu lý do vì sao mà cái biệt danh đặc biệt dành cho Faker Clan đó là DA Clan. Nó sản sinh ra là từ đó bắn quá kinh từ DE đến sơ cả. Thôi, thôi hỏng rồi. Dấu hiệu bò và smoke rất keo đến từ Rope và Rope giặt ra dứt điểm đi mà gank. Và xử lý tham minh quá hay cũng như cái lối di chuyển phải nói rằng cực kỳ dứt khoát và quyết đoán đến từ Rope. Rope biết rằng B còn một người nữa đó là Dupree và Rope đang cố gắng đi tìm xem Dupree đứng ở đâu đây rồi. Có vẻ như khóa được vị trí của đối phương và cỗ máy đặt tầm Rope đấm mồm Dupree đi chợ ở bóng về đến từ vị trí của Rope ạ. Bây giờ Twist còn cày thêm mạng của Misuta nữa. Có thể thấy rằng đó là một mình Rope đã clear được hoàn toàn bóng sai B. Và thậm chí Rope không mất bất kỳ một cắc máu nào để có thể làm được điều này.
Vitality sau một round thi đấu họ để thua các thành viên của FaZe Clan với những khẩu DE và đặc biệt là một tình huống twist. Anh ta gõ liên tục vào mồm đối phương với khẩu scout không giáp. Thì bây giờ Vitality đang hơi cóng rồi. Zaiu vẫn đang rất cố gắng, anh ta làm cho mình đôi mạng. Nhưng pha này thì có vẻ như FaZe Clan đang muốn cố gắng bắt hoàn toàn hỏa lực đối phương ư? Họ có thể làm được điều đó. Thì lượng tiền Zaiu đó không còn quá nhiều và Twist là người kết thúc vị trí của anh chàng này. 13 round hiệp chiến thắng dành cho FaZe Clan. Một cái nhìn đắm đuối thôi mà Twist vẫn lại bắn vào mồm Zaiu. Ta lại thấy được rằng là Zaiu mặt cũng đang hơi tái. Có những dấu hiệu khó dành cho vị trí các thành viên bên phía Vitality rồi. Sau khi họ để thua một round đấu đối phương Half Buy với liên tục những viên scout, những viên DE vào mồm, có vẻ như Vitality đang hơi sốc. Có lẽ là trong khoảng thời gian nhạy cảm như này mà quyền tactical timeout là một cái điều gì đó khá là hợp lý thôi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ ở đâu sau đi, cái đây cũng chỉ một đào đối hát bài đến từ Vitality. Gupri sẽ là người có một khẩu M4S. Bombi thì cũng có. Thì gần như tôi thì rằng Vitality cũng là khá thấp. Vẫn đang dồn vào bom side B của đối phương. Hiện tại nếu mà Vitality đẩy ra khu vực A long thì sao đẩy hoặc chiếm được hoàn toàn sự kiểm soát ở A long. Lúc ý đội hình của Vitality phần nào. Bây giờ Dupri khẩu súng to đã rơi, còn lại khẩu to nữa đó là khẩu cao. Nhưng nó vẫn chưa mang lại được quá nhiều tín hiệu tích cực. Rocky yếu máu, Rope nhận tín hiệu lao lên và anh ta tìm đến được cái mạng của chả Magic Boy. Bóng sai bay một lần nữa thủng. Và Zaiu cũng đã hy sinh nữa. Thì chắc chắn là chúng ta hết cơ hội của bàn tay tí rồi. Mizuta, chính ra khẩu chúng ta đang làm được rất nhiều điều. Và bây giờ anh ta làm cho mình thêm một mạng nữa. Triple kill rất tiếc là không có. Apex cũng đã hy sinh. Thế đó bây giờ phải nói một điều ấy là Mizuta trận thiếu này anh ta đang có khá nhiều điều bắn lục tốt. Hãy nhớ lại một round thi đấu trước đây khi mà các thành viên của Vitality họ chỉ có hình như là một khẩu scout hay gì đấy thôi ở lượt thi đấu first half. Thì Mizuta cũng đã đóng góp của mình với khẩu USP. Và bây giờ trong round thiếu này anh ta cũng làm được đôi mạng với USP và hình như là còn hai cái đầu thì phải. Hai cái đầu thật. Thôi đừng bay súng to nữa. Mua súng lục hoặc khẩu USP bắn luôn cũng được. Nói chung là Mizuta thì đây là một trận đấu Mizuta đang bắn có thể coi là tròn vai. Bắn T-side cũng tốt và bắn bên phía City cũng tốt. Những tình huống mà chống Just Long đến từ vị trí của Mizuta cũng là cực kỳ hiệu quả. Chúng ta thấy rằng một tình huống mà Mizuta cầm cho cái cầu bún A4 đã có những tình huống trả đồ căn tham binh bắn cũng như là có những pha xử lý cực kỳ chính xác và khôn khéo nữa. Nhưng mà xét vào mặt bằng chung đi thì Vitality họ vẫn gọi rằng hơi đen mà họ sẽ gặp Fake Clan để thử phong độ quá cao. Phong độ hiện tại rõ ràng Vitality không thể nào bằng Fake được. Đó là trong số những cái yếu tố nó quá lớn để giúp cho tình huống của Fake họ có thể tự tin như thế này. Một tình huống Brokey không khác gì như đi chợ cả. Đọc được vị trí đứng của đối phương ở đầu và sau đó một tình huống giạt ra. First pick thành công đem về lợi thế hơn người dành cho Fake Clan. Xem là liệu chỉ của Rope có một lần nữa clear được bom sai B không đây. Nhưng nhìn với cái tư thế này thì khả năng khá là giống. Nhưng bây giờ Zaiu đã thắp lên một chút hy vọng rồi. Nào Rope lắc ra và anh ta nhìn được cái đầu của Magic Boy. Again. Why always me đến từ vị trí của Rope. Why always me. Luôn luôn là Rope. Vâng. Rope. Một player mà ai cũng muốn được làm bố. Và hiện tại thì thực sự Rope đang là cái đầu tàu của FaZe Clan. Mà tôi không hiểu là Rope này vội cái gì, nhà có cỗ à? Như nào sao bắn không giữ khách như cái bắn thế này đi chết sợ. Bom say B chứ có phải là bom say liệt đâu mà sao lại có thể xử lý như thế được nhở? Ảo thật đấy. Nhà như có cỗ vậy. Hôm nay mẹ Rope cưới sao? Đúng không? Về ăn cỗ gai. Mấy ông cứ bắn thì bị OT thì không được đâu. Brokey bắt được một súng rồi, rơi khẩu súng này là sẽ thua luôn. Đến từ Vitality. Mất khẩu M4S này thôi thì sẽ là hết dành cho Vitality. Và Apex thậm chí còn hỏa thiêu chính mình luôn. Một tình huống vũ điệu hỏa thần đến từ Apex. Hơi thở của lửa. Vũ điệu hoang dã. Vũ điệu hoang dã của Hồ Quỳnh Hương ạ. Là tự sát đến từ Apex. Hỏng rồi. Chịu rồi. Đến cái mức
trà lừa ra. Các anh ơi tha cho em, có smoke bịt đằng này, có lửa chặn đằng kia, thì đối phương vẫn mang qua để diện. Không còn tính nhân đạo ở đây. Vâng, thực sự thì nhìn mặt của Zonic cùng với Dài U và toàn bộ đội hình của Vitality lúc này thì tôi nhìn trông không khác mấy bánh bao ngâm nước. Không em ạ, anh lại thấy là giống Zonic thì giống kiểu Fujin hôm nọ em. Tầm này chỉ biết nói gì em biết không? Nói gì? Nai Chai. Nai Chai. Tầm này thì Nai Chai gì nữa? Đấy. Động lực các thứ đi. Tôi cần những tí khích lệ như này. Mặc dù biết là mình yếu thế hơn nhưng bắt buộc có một cái tinh thần là chưa đến cùng. Tinh thần thể thao, tinh thần thượng võ. Chính xác. Rồi, không chịu bỏ cuộc, never give up. Đó là cái tinh thần mà tôi rất thích. Never give up nhưng mà viết tắt là gì thì tôi để các bạn tự biết. Never give up. Và bây giờ chúng ta đã cùng xem là liệu Never give up này sẽ là viết đầy đủ và Never give up viết tắt đây. Có vẻ như là lại muốn đâm đầu vào bóng sai B rồi. Khi mà họ nhận thấy rằng bóng sai B của Vitality đây đang là một yếu điểm. Rope lao vào không khác gì đi chợ. Còn khu vực middle thì từ nãy giờ chống ở đây nó cũng không phải là quá hiệu quả. Nào, cùng chờ đợi xem hay liệu FaZe Clan họ muốn đổi bài không đây. Lại mid to B rồi. Đúng là như thế rồi. 4S trên tay của Dupree. Lần này liệu Dupree sẽ làm mọi người thất vọng anh trong đấy một mạng rồi. Nhưng Rob biết Dupree ở đâu. Bọn đó là hai viên AK loa vào 1 mét ra. Và Gage cũng đổi được một tôi. Thôi hỏng rồi. Rob bị điên rồi các bạn ơi. Đây thực sự là một trận đấu mà Rob đã điên. Đây không còn phải là Rob nữa. Đây lại là con quái vật mang tên R.O.P.Z. Lại tweet nữa rồi. Thôi hết rồi. Lại Rob. Ôi trời ơi. Bắn đúng như kiểu nhà có cô ạ. Không mồm không được sao. Phải nói là một game thi đấu mang đậm dấu ấn của Rob. Chúng ta không thể nào quên được với những tình huống mà Rob anh ta đi chợ ở bom sai B và anh ta biến cho bom sai B phải trở thành đó là bom sai L. Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. À vâng, mà chúng ta đã có kết quả rồi, một chiến thắng dành cho bên phía của các thành viên Faker Land. Một cái chiến thắng quá xứng đáng thôi. Và chúng ta sẽ ngồi trong khoảng từ 5 đến 10 phút trước khi đến với cả map thứ 2 ở cuộc chạm trán giữa Faker Land cũng như với cả Vitality. Hẹn gặp lại các bạn sau 1 phút nữa. Just a Nexus kill. He wants to win. Jimmy!